Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Và lời nói đầu tiên thì cho kinh quê hương 64 chúc sức khỏe đến toàn thể quý ông, thật là sung sức, và toàn thể quý bà thật là xinh đẹp, cũng như các bạn thật là sung sướng. Hôm nay thì mấy dường cháu mình có tới lưới nè các bạn. Mình sẽ giăng lưới dưới mương của chương 5 để bắt cá dồ lên gói lá sen và nướng bẹ chuối. Xin mời các bạn cùng đi với dưỡng cháu mình. Rồi, dưỡng cháu mình cùng đi nha con. Rồi, trước đây mình kéo con ở đây đi, dưỡng năm lại bên kia rồi dưỡng năm kéo bữa nay mình thay đổi phong cách nha các bạn. Mình sẽ cho mỹ nhân ngư giăng lưới chứ mình không có xuống mương. Cho dưỡng năm với mỹ nhân ngư nha. Đương cá dồ này sạch nha các bạn. Nuôi chứ không ăn các bạn ơi. Mình lên rồi mình xuống một lần nó đụng mình mắc thở, mình giờ không dám xuống nữa. Cái chiếc lục bình không Năm? Thở con, thở. Đấy đi. Thở đi con, thở đi. Lục bình này dữ đó. Mỹ nhân ngư ra, mỹ nhân ngư mà xuống bắt cá dồ. Cái tới vậy? Để cho làm gì vậy? Còn dính này dính gì lắm? Dính lòng đầu dở lên là bắt á. Mỹ nhân lội xuống rồi cá dồ ngợp tự động chui lên nè. Đổ từng giăng lưới gì chứ á? Giăng luôn hả? Giăng đuổi hả? Không, để cho Năm đuổi, đi Năm ấy là nó chạy rồi. Năm kéo luôn. Rồi đuổi đặng luôn, đặng đuổi lại. Có cá dồ ném đi nha các bạn. Cá dồ nuôi mương sạch á, đâm nó không có đau nha các bạn. Dạ dữ rồi con ơi. Hả? Cá nó mới đầm dữ lắm nè. Đó, nó đó, đó, nó vô rồi, vô đó. Chạy rồi, chưa dặn xuống được. Vậy là dính đó hả? Chưa. Đơn giản vậy trời. Thở chân này. Đây Năm. Nó dằn, nó chạy lắm rồi, con đạp gì cái gì xuống dưới nha. Lấy giờ đạp xuống. Cái gì kéo qua. Ôi ôi. Rồi dính rồi nè, mới đông nghe nè. Chưa. Con đi bỏ nó gì Năm để dằn dằn cho nó có tục. Cũng đâm một cái, muốn bắt thở ra làm cái chừng nha. Con dở lại. Rồi chứ, đó, rồi, để đó, bên Năm con đập quá chà. Mới đụng nghe một cái nè. Vô miền Tây mà lặn lội là quá. Rồi. Quá giỏi. Rồi đó. Rồi thấy không con? Đi Năm. Mới đụng một cái, muốn nhán lửa nè. Mương này nuôi khoảng 20 năm chứ Năm. Có 18 năm rưỡi rồi. Quá. Mương nào cũng dính vậy. Đang ngắm. Chừng nó đụng cái mắt thở đó nè. Làm gì đuổi hả? Giật Năm ơi. Để đi. Con dụng xuống đừng kéo lên. Để Năm. Đừng để đi. Giống như cá sấu vậy, nó đụng là giật bực bực luôn này, thấy không? Để nó bắt cho con. Không kéo lên hả? Rồi, không kéo. Kéo còn mình bắt nữa. Rồi. Nó mới đụng bực bực á. Giờ Năm chạy đắng lắm. Mà sao qua được? Bắt thẳng tập lại. Kéo đi trời. Thôi kéo. Nó đụng đó. Chưa. Yên tâm đi.
mới đâm nó tiêu rồi đó. Ôi trời ơi, xảy luôn rồi. Trời ơi, cái dầu hết sức bự luôn. Ủa bên kia đạp lại. Đừng kéo quá, nó hỏng chân rồi. Mình đạp xuống. Thôi kéo rồi, tôi đạp lên cái tụng. Đâu hết sức bự luôn á. Đó, cái gì đó? Dính rồi. Wow. Ôi, dính rồi bạn ơi. Con bự dính đi. Con dính đây. Dính đi. Sao? Nó hỏng chân rồi sao? Gỡ lưới ra. Thôi để. Em nắm cái đuôi đó. Để dừng năm nãy. Nắm cái đuôi đó. Mày ấy nắm cái đuôi gỡ lưới ra. Ừ, nắm cái đuôi đó không có xảy. Thôi mẹ ấy đó. Nắm cái đuôi nó không có xảy. Chưa từ. Từ từ gỡ lưới ra. Cá này cỡ 2 ký mấy à. Vịnh chắc nha. Sắp về cái gai đó. Đâu có cái vồ năm đóng nhất đâu sợ. Ôi, nói cái vồ nó mưng sập mà. Nó quấn không biết đường luôn rồi trời. Được không? Từ từ gỡ. Con dính không? Dính luôn rồi. À. Con đang gỡ. Con à. Quá trời, cá mẹ chạy đùng đùng ra. Được chưa? Em gỡ đi, từ từ gỡ đi. Gỡ cái trống rồi, cái ấy rồi. Đây là chân rồi. Chưa chưa con cầm đi. Cầm nha. Để ai chứ sao. Ủa sao mà hả? Đây đây đây. Ủa? Bởi vậy nãy giờ đúng rồi đó. Cái tay lớn á, nhìn lộn chứ. Đây đây đây. Đi năm gỡ gỡ cho đi. Rồi. Thôi đi con, để con nè nó ơi. Để con chụp con dưới dọn lại xuống nha. Chưa 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 để nè. Con mày lặn hầu cái đầu mày bỏ luôn. Rồi. Ủa? Tôi đi bắt cá mà. Rồi rồi. Đây đây đây. Bắt cá dưới luôn đi. Chưa chỉ cái gì. Nè cầm đi, cầm đi. Rồi sao con không mình này gỡ lên sao gỡ kia? Hả? Trời. Dương mừng tay nha bà con. Lặn như ghế luôn mà. Mỹ sao? Mà. Xảy rồi. Trời, bên này có con nè, nó đụng bực bực bên đây nè. Đau quá. Ôi đau đó. Đâm lưới. Đụng lưới lên đi. Dỡ luôn đi. Chưa đừng cô đừng kéo đừng làm kéo. Mới đâm nè thấy không? Ai. Túm lại. Con đập con này luôn đi người như năm. Đập cái nữa rồi kìa. Rồi. Kiếm con nữa. Ừ. Nhỏ mình kiếm mới được. Ô. Quá trời cái giờ luôn. Thấy con rồi đó. Rồi, lên lên con. Ừ. Rồi con leo lên. Ôi trời. Ừ. Hai em cái vồ trắng tinh. Wow. Ôi. Đấy, thấy anh con bự rồi. Quá, kéo lại. Một em. Bị gì vậy? Rồi con kéo này bánh rồi đi, đi củ đi. Hai em. Rồi cũng kéo bánh rồi chứ năm. Con cầm cá rồi vô năm. Chết đẹp ơi. Rồi, đi luôn. Thank you.
cái lên đi rồi mình bay bụi không á. Ồ, nó ngon, vàng thịt luôn, mềm mập luôn, quá trời thơm luôn. Thơm quá à. Nở hết trơn rồi nè. Bây giờ mình bưng là đẳng đi Năm ơi. Rồi. Nãy giờ nướng cá xong rồi các bạn ơi. Giờ nhìn cá thèm quá các bạn ơi. Thôi giờ dưỡng cháo mình với các bạn cùng ăn đi. Rồi xin mời các bạn. Xin mời các bạn. Mời các bạn. Quá trời ngon, nó thơm nè. Đậm đậm đậu rồi. Thử miếng coi, thử miếng cá coi. Nãy giờ hai anh cháu cũng lặn cực khổ lắm á. Hai con bữa nay là Mỹ Nhân Ngư làm đó nha các bạn, vừa mà kéo cá mà giờ mình gói bánh tráng nè, nhập rau vô quá wow. Và cái để đất này ngon, để đất lên tượng nha các bạn, để đất ngon hơn. Giờ ồ, cá miếng quá đã. Vàng các bạn ơi, thử miếng rồi, chảy nước miếng rồi. Mình không chơi bánh tráng nha các bạn, mình gói cuốn mà bự bự á, mình ăn cho đã thôi, quá thèm rồi. Ngon, quá tài tưởng. Mình thầy cháu lặn nò nãy giờ mới được hai con à, nên mình nướng đất nha. Chắc không? Ừ. Cá là làm gì cũng ngon. Nuôi mấy năm rồi. Chắc chắc. Thì lá ta tượng nha các bạn. Có lá là tự là ăn không, lá đậu gồng này, cuốn luôn này. Cũng ngon như thường không hả? Ừ, lá đậu gồng á, nó mới thấy nè. Nè các bạn thấy không? Chạy. Nhìn thấy hấp dẫn không? Mình là chảy nước miếng nữa, mình làm một cuốn nữa mình là. Quá gió các bạn ơi. Cuốn cái cuốn này nó bự như quá trời, bằng chiếc đệm luôn rồi nè, cuốn không được rồi nè. Quá trời gió. Ở đồng quê nó trống lỏng, không có cây cối gì nhiều nữa nghe nó. Quá trời thơm luôn. Cuốn cái này bự quá bự rồi. Ăn cua luôn nè. Cua nó ngon nè. À, cuốn này quá luôn. Quá ngon. Chấm vô. Cái là bự lắm, không thèm mắt xương, xương bự còn ngon tận. Ngon á, ngon, cái này ngon, ngon. Nó thơm mới sợ luôn. Bỏ miếng lá đậu gồng vô các bạn. À, cuốn thấy hấp dẫn nha. Cây nhà lá vườn,
một cái này đã nè. Cái mắm này cay cấp độ 7 á nè. Có cay không? Ốp vừa ăn à. Quá trời ngon rồi, gào nhóc hết trơn. Mới thấy mà. Thơm lắm nha. Cái vô thì nhức đầu như ức nha các bạn. Nó béo quá. Chờ miếng luôn đi. Nó dặn thật luôn á. Nhức đầu thì như ức. Quá, wow, cuốn này quá. Tới nè. Cái con móng ngon nè. Dạ Năm. Con hứng. Nó ngọt. Quá ngon. Quá ngon làm cuốn nữa. Mà các bạn gào đi, gào cá đi nhớ không? Quá đã rồi, giờ mình đặt con cá lại nha. Quên nữa. Nước mắm lắm rồi. Thứ biển người ta không cho lặt cá, mình giờ mình cứ đồng rồi mình là lặt đại nha. Quá trời dễ thương. Thương dài cả nửa mét à.
cái gì con cứ cuốn cái lá trong vô, cái lá mà chưa mà ngon lắm. Uh-huh. Ừ. Ăn tôi ngồi. Nó thơm hay sao? Đâu mất nước ngọt đúng không? Đậu rồng là lá đậu rồng non mà gói ăn ngon nè. Ừ. Nó ngon, nó thơm thiệt. Lần đầu tiên ăn lá đậu rồng luôn. Nó ngon. Nó thơm. Mà nó có đậu giòn 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 của nó. Mà trong trong ruộng mà ăn này nó quá ngon phải không? Ừ. Mát mẻ. Lần đầu tiên con ăn luôn chứ. Tưởng là nó ăn nó hôi chứ mà nó giòn, nó đậu giòn, thơm thơm. Nó ngon, ngon lắm á. Nãy giờ 7 cuốn rồi đó. Ngon. Mấy nướng cá là ngon. Ướp mà cái bụng nó cũng ngon, nó ra thịt luôn. Còn con mắm nè anh Năm. Ừ, nó có rồi. Con làm cái nè. Ừ. Chấm cho nó đậm đậm vô. Mắm này ngon lắm. Thôi chảy con mà 7 luôn. Năm thử cái béo không? Béo. Còn cái bông bóng thì năm cái bông bóng nữa thử rồi. Mời các bạn. Quá béo. Thêm một miếng mỡ nữa. Ngon quá. Lặn mòi lắm mới được giết hai con á. Hai viên cháu lặn nhận luôn. Trời gió. Cái này đổ xuống mới được. Cái này nó quá bự. Chấm lặm lặm vô ngon lắm. Chấm hết nước chấm luôn. Ngon. Gọi là hết nước chấm. Nó chấm ngon. Cái gì mà trong ruộng ăn cái món này là có gì bằng phải không? Nãy giờ no quá à các bạn ơi.
cá bữa nay ngon quá trời ngon rồi. Nãy giờ mình gói mười mấy cuốn rồi đó các bạn. Thôi cho mình được xin phép kết thúc video tại đây nha. Rất mong sự ủng hộ của các bạn cho kênh Quê Hương 64. Một like, một đăng ký và một chia sẻ để cho kênh Quê Hương 64 có động lực làm những video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.